Đây là bơm giếng khoan nha anh em. Bơm này là bơm 1 người rưỡi nè, 1 người rưỡi tức là 1 đầu, 1 người rưỡi ha. Bơm này là 2 đầu, 2 đầu tức là 1 đầu lớn, đầu nhỏ là 2 ngựa. Còn con bơm này là bơm 2,5 HP ấy, tức là 2,5 ngựa đó, tức là 2 đầu lớn luôn. 2 đầu lớn luôn ha. Đó, nó sẽ là dây đồng đôi inox nha. Thì thân inox thôi, còn cánh nó bằng gang nha. Đó, đây là 3 con này đang gửi cho khách. Và 1 ngựa rưỡi, 1 ngựa rưỡi, 2 ngựa, 2,5 ngựa ha. 2 đầu lớn. Đầu lớn, đầu nhỏ và 1 đầu. Bơm này bơm giếng nha, chuyên cho giếng khoan.